Thì Nhung chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night. Và chúng tôi xin phép quay trở lại với một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ cho biết, gia đình Tổng thống Donald Trump tới nghỉ ngơi cuối tuần tại tiểu bang Florida. Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã vừa đặt chân tới thành phố Palm Beach thuộc tiểu bang Florida vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1, không lâu sau khi bác sĩ Brandon Carson tuyên bố sức khỏe của ông hiện đang rất tốt. Trước khi đến Florida, Tổng thống Donald Trump đã tới Trung tâm Y tế quân sự Walter Reed để khám sức khỏe định kỳ. Kết quả xét nghiệm cho thấy thể chất của ông vô cùng khỏe mạnh, bất chấp những vấn đề nan giải của quốc gia. Chuyến nghỉ mát ở dinh thự Mar-a-Lago lần này của Tổng thống diễn ra ngay vào thời điểm ông đang phải đối mặt với nhiều sự chỉ trích từ phía dư luận, sau khi ông đưa ra những ngôn từ xúc phạm cộng đồng người nhập cư. Cùng tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến đi lần này còn có đệ nhất phu nhân Melania Trump và cậu con trai Barron. Gia đình Tổng thống sẽ quay trở về thủ đô Washington DC vào ngày thứ Hai 15 tháng 1. Bản tin tiếp theo cho hay Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gặp gỡ người đồng nhiệm Saudi Arabia tại thủ đô Washington DC. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã vừa đích thân ra chào đón người đồng nhiệm Saudi Arabia, đó là Al Jubeir, tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Washington DC vào ngày thứ Hai ngày 12 tháng 1. Tại cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Washington và Riyadh, nhiều vấn đề quan trọng đã được mang ra thảo luận, trong đó bao gồm tình trạng chiến cuộc đang ngày một leo thang tại Yemen cũng như Syria. Cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố cực đoan cũng là một trong số những trọng tâm chính trong cuộc thương thuyết giữa ông Tillerson và Al Jubeir. Các vấn đề có liên quan tới Iran đã không được nhắc đến, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa mới tuyên bố sẽ áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt lên Tehran. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị, trong khi đó thì đại sứ Hoa Kỳ tại Panama đã tuyên bố từ chức. Đại sứ Hoa Kỳ tại Panama Jones Philly là một trong những nhân viên ngoại giao nhiều kinh nghiệm, kiêm cựu phi công lái chiếc trực thăng của lực lượng thủy quân lục chiến, đã vừa tuyên bố từ chức vào ngày thứ Sáu 12 tháng 1 và đồng thời cho biết ông không còn cảm thấy thoải mái khi phục vụ dưới thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump. Quyết định rời khỏi chức vụ đại sứ đã được ông Jones Philly cân nhắc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ ngày 27 tháng 12 năm 2017. Do đó, đây không phải là hành động đáp trả nhằm để phản đối những lời lẽ xúc phạm cộng đồng người nhập cư đến từ Phi Châu của Tổng thống Trump. Một nữ phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng xác nhận thông tin ông Philly từ chức. Chính quyền Panama cũng cho biết đại sứ Hoa Kỳ Jones Philly sẽ chính thức từ chức vào ngày 9 tháng 3 sắp tới đây vì lý do riêng tư. Biểu tình phản đối chính sách ân xá cựu tổng thống Peru Fujimori tại thành phố New York. Thưa quý vị, cựu ca nhạc sĩ nổi tiếng Patti Smith đã cùng đồng nghiệp của bà, đó là nghệ sĩ tay băng cầm Lenny Kaye, tới tham dự một cuộc biểu tình phản đối cựu tổng thống từng bị cầm tù của Peru là Alberto Fujimori tại thành phố Vườn Hoa New York. Một đoạn video đã quay lại cảnh tượng ngôi sao của làng nhạc rock Patti Smith giao du cùng người biểu tình đã được người đứng đầu ban tổ chức phong trào tuần hành Fujimori No Camas PEX đăng trên mạng xã hội Facebook. Việc cựu lãnh đạo độc tài của Peru Alberto Fujimori được phóng thích sau lệnh ân xá của đương kim tổng thống Pedro Pablo Kuczynski trong suốt nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều người dân Peru nổi giận. Lệnh ân xá đã giúp cho ông Fujimori thoát khỏi tội danh tham nhũng và những tội ác có vi phạm nhân quyền. Mặc dù phần lớn người dân Peru xem ông Alberto Fujimori là một nhà lãnh đạo độc tài, nhưng ông cũng đã giúp đưa quốc gia Nam Mỹ nêu trên rời khỏi tình trạng suy thoái kinh tế trong khoảng thời gian từ năm 1990 cho đến năm 2000. Chuyển sang bản tin có liên quan đến đời sống, thưa quý vị. Lễ hội cải trang thành ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley tại Australia. Đã hơn 4 thập niên trôi qua kể từ khi ông hoàng của dòng nhạc rock and roll, tức là danh ca Elvis Presley qua đời. Nhằm để tưởng nhớ tới nam ca sĩ quá cố, cứ vào tháng 1 hàng năm thì người dân Australia lại tham gia vào lễ hội Elvis Festival. Đây là dịp để những người hâm mộ cải trang thành thần tượng của mình. Vào ngày thứ Năm 11 tháng 1 vừa qua, hàng trăm người dân bản xứ đã khoác lên người những bộ trang phục đủ màu sắc để cải trang thành Elvis Presley và vợ của ông, bà Priscilla Presley, khi đi tàu hỏa.
Những người này đã đi xe lửa từ thành phố Sydney tới thị trấn Parkes để tham dự lễ hội này. Được biết đây là lần thứ 26 sự kiện này diễn ra. Ban tổ chức ước tính chương trình sẽ thu hút khoảng 25.000 du khách đến thị trấn Parkes. Thưa quý vị, trong khi đó thì có 5 người phụ nữ đã đứng ra tố cáo nam diễn viên James Franco vì hành vi quấy rối tình dục. Những câu chuyện về các vụ quấy rối và tấn công tình dục hiện đang xuất hiện trong cuộc sống của nam diễn viên điện trai của làng điện ảnh Hollywood, đó là James Franco, không lâu sau khi anh được vinh danh tại buổi lễ trao giải Golden Globes. Tờ nhật báo Los Angeles Times cho biết, nhiều người phụ nữ đã đứng ra tố cáo James Franco vì hành vi quấy rối tình dục. Một người trong số này đã nói rằng anh đã cố tình tháo bỏ thiết bị bảo vệ khi hai người đang đóng chung một cảnh ân ái trên phim trường. Tính đến tận thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng là 5 người phụ nữ đã công khai chỉ trích James Franco, nhưng nam diễn viên tài ba này đã một mực bác bỏ những lời cáo buộc. James Franco tuyên bố, nếu như thật sự sai phạm, anh sẽ làm tất cả để sửa chữa lỗi lầm. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin News at Night cùng với Thi Nhung và Hoài Sa. Sau vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí.